Từ vườn quốc gia Tam Đảo đến núi Ba Na, núi rừng tan nát, chim muông cây cỏ bị thiêu rụi bởi mặt trời. Nhưng mặt trời không phải từ trên cao mà từ Sun Group, tập đoàn mặt trời. Họ phá nát núi, đốn rừng, mở đường để dựng bê tông, xây dựng vui chơi, đặt trại kiểm soát, thu tiền. Sun Group xứng đáng được gọi là trời bởi được che chắn từ hạ giới có tên là im lặng của chính quyền từ trung ương đến địa phương. Và vẫn bổn cũ soạn lại, một mớ hư hư thực thực chấn yểm long mạch khởi phát tâm linh, đẻ ra từ liên kết giữa thầy chùa biến thái với doanh nghiệp hòng lùa người ta vào ma trận với đích duy nhất kiếm tiền. Đã từ lâu những tiếng nói phản biện kêu cứu uất ức về những dự án tàn phá tự nhiên của Sun Group vang lên, nhưng tất cả đều như một trò đùa, không chặn bàn tay lông lá này lại thì long mạch đúng nghĩa sẽ bị chặt yểm, tà khí sẽ lộng hành, lòng người sẽ nát tan, non nước sẽ tả tơi. Công bố loạt điều tra độc quyền về sự việc coi trời bằng vung của tập đoàn mặt trời, ngoài những con số đớn đau, những tâm sự nát lòng giới nghiên cứu, chúng tôi cũng có lời xin lỗi đến tất cả mọi người về một số chi tiết hơi phản cảm trong bài, nhưng không còn cách nào khác bởi sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất. Sư trụ trì gạ tình phóng viên: con đi theo qua đây, sau này thầy sẽ giúp con. Giờ con phải nghe lời thầy, cho thầy quan hệ tình dục đi. Cái này không đơn thuần là quan hệ tình dục, mà là khi thầy gọi vong ra khỏi người em con, vong linh siêu thoát thông qua con đường đó. Sư Toàn nói, dưới bức tượng Quan Âm Bồ Tát của chùa Nga Hoàng, tôi quỳ gối van xin Sư Toàn để thoát ra ngoài. Một lần khác, khi đi xem đất trong đêm, Sư Toàn bất ngờ nhảy lên ô tô của tôi. Sư Toàn lao vào tôi, đòi cởi quần áo tôi để quan hệ. Trong lúc tôi đang ở trạng thái tột cùng của sự ghê tởm và sợ hãi, xung quanh là khu đô thị hoang vắng, tôi không còn cách nào khác ngoài sự van xin và tránh né. Tôi mong mình có thể thoát hiểm được như lần trước ở chùa. Tai tôi ù đặc trước những tiếng hổn hển của sư thầy. Cho thầy đi, chỉ một tí là xong ấy mà. Tôi co rúm lại, toàn thân căng ra chống đỡ, dường như không thể tấn công được nữa. Sư thầy quay ra kéo quần, tự thỏa mãn mình trên ô tô của tôi. Đêm hôm ấy, khi đã trở về nhà, dù đã là lần thứ hai thoát hiểm an toàn, nhưng gương mặt ấy, hành vi ấy, sắc danh ấy đã ám ảnh tôi nặng nề đến tận khi viết những dòng này. Khi được giao nhiệm vụ đi tìm hiểu thông tin về dự án của tập đoàn Sun Group tại rừng quốc gia Tam Đảo, Tam Đảo 2, có giá trị 25.000 tỷ đồng, tôi đã lạc vào rừng thông tin chính thống và không chính thống. Những dấu mốc của việc triển khai dự án đang dần dần hoàn thiện. Qua những lễ khởi công từng hạng mục, những thông tin phản biện đầy thuyết phục như: nếu làm dự án này, toàn bộ lá phổi của miền Bắc sẽ chết. Trong mớ hỗn độn đó, bỗng nảy ra một cái tên: chùa địa ngục. Có ý kiến nói rằng đây là chùa có lịch sử lâu đời, được phát hiện thông qua huyền tích là một giấc mơ của Đại Đức Thích Thanh Toàn đốm sáng trong rừng, và giấc mơ ấy đã dẫn đường để Đại Đức Thích Thanh Toàn vượt núi cao rừng rậm lên đỉnh Tam Đảo và tìm ra địa ngục tự. Có ý kiến lại cho rằng Sun Group đang có một âm mưu thôn tính địa ngục tự vì ngôi chùa này nằm trong dự án. Thậm chí có cả cuộc kêu gọi trên mạng để bảo vệ chùa trước sự xâm lăng của dự án. Chùa địa ngục chính là hướng tiếp cận đầu tiên của nhóm phóng viên báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã tiếp cận với Đại Đức Thích Thanh Toàn ở chùa Nga Hoàng thuộc xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sư Toàn được Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm làm chủ trì ngôi chùa này từ năm 2008. Đến nay, khi tiếp cận, chúng tôi rất bất ngờ bởi một ngôi chùa nhỏ không hề nổi tiếng nằm trong chân dãy núi Tam Đảo lại có quá nhiều con nhang đệ tử đứng sau sư thầy để tiền hô hậu ủng, đóng góp mua hàng chục hecta ruộng lúa xung quanh để xây dựng và mở rộng chùa. Có rất nhiều nhân vật VIP thường xuyên tới lui nơi này trong những buổi lễ quan trọng. Tại lễ Vu Lan rằm tháng 7 năm nay, chúng tôi tận mắt chứng kiến một nữ ủy viên chuyên trách của Quốc hội đã tham gia từ đầu đến cuối buổi lễ. Bà ở lại ăn cơm chay và bàn bạc với sư thầy những việc quan trọng. Chính vì có những VIP như thế, sư thầy Thích Thanh Toàn và chùa Nga Hoàng ngày càng khuếch trương thanh thế, càng có sức hút để nó từ một ngôi chùa bé tẹo như bị bỏ quên, qua dăm năm đã ngổn ngang các công trình xây dựng trên đất ruộng. Đằng sau nó là bao lời bàn tán về những ông to bà lớn đã yểm trợ cho chùa. Với thân phận là một nữ đại gia ở nước ngoài mới về, muốn đầu tư bất động sản ở Tam Đảo và chữa bệnh cho cậu em họ, tôi được thầy Toàn tiếp đón vô cùng chú đáo. Sư Toàn trực tiếp gọi vong, trục vong và giải hạn cho cậu em tôi. Sau đó, tôi được Sư Toàn kể cho những câu chuyện về đầu tư đất lãi như thế nào. Trong một lần nói chuyện, tôi bày tỏ ý muốn được đầu tư bất động sản tại Tam Đảo. Cái tên Tam Đảo 2 đã được nhắc đến. Sư Toàn nói, con nên đầu tư vào dự án Tam Đảo 2. Chùa địa ngục của thầy nằm trong lòng dự án này. Đây sẽ là một dự án lớn nhất, sang nhất, đắt nhất và lãi nhất. Sau đó, Sư Toàn nhiều lần thuyết phục tôi đầu tư vào dự án này bởi khả năng lãi khủng của nó và mối quan hệ đặc biệt của Sư Toàn với ông Sơn, Phó Chủ tịch Tập đoàn Sun Group. Sư Toàn nửa kín nửa hở căn dặn tôi không được tiết lộ chuyện mua dự án này vì pháp luật không cho phép, nhưng sẽ được hợp pháp hóa bằng một cách nào đó. Tôi hỏi, con đọc trên mạng thấy có thông tin Sun Group liên doanh với Sông Hồng Thủ Đô. Sư Toàn xua tay, dự án này đầu tiên do Sông Hồng Thủ Đô đứng ra xin, sau đó Sun nhảy vào. Liên doanh chỉ là cái cớ thôi, của chú Sơn bên Sun Group hết. Chú ấy còn đang bảo đưa thầy 300 tỷ để xây chùa địa ngục. Sự bẩn thỉu của kẻ khoác áo tu hành. Viết ra hay không viết ra, câu hỏi này cứ đau đáu trong tôi suốt quá trình tác nghiệp về đề tài này. Đã có lúc tôi không hề muốn viết ra những chuyện này vì nó quá ghê tởm. Mặc dù cắn răng chịu trận để tác nghiệp, tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác cay đắng bẽ bàng. Nhưng những ngày dài tiếp cận, tôi thấy xung quanh Sư Toàn và chùa Nga Hoàng có bóng dáng những phụ nữ đủ các lứa tuổi. Ánh mắt của họ nhìn Sư Toàn một cách như một đấng toàn năng. Có thể lắm sẽ có rất nhiều nạn nhân giống như tôi. Và cuối cùng tôi đã quyết định kể ra những sự thật trần trụi vì không muốn những người khác sẽ bị mắc như tôi. Lần đầu tiên, sự bần thỉu của một nhà sư hiện ra là sau cuộc áp vong chữa bệnh cho em tôi, một phóng viên. Sư Toàn tranh thủ lúc nghỉ lễ vắng vẻ, cứ lấy tay vuốt vuốt vào ngực tôi, mồm thì liên tục nói, vừa cúng xong mệt quá, cho thầy xin tí khí. Sững người, tôi không thể tin đó là chuyện như vậy. Phải một lúc sau tôi mới kịp nghiêng người để tránh né. Nhưng không chỉ có vậy, liên tục sau đó Sư Toàn có một loạt hành vi, lời nói, cử chỉ biểu hiện sự bệnh hoạn mà nếu chỉ là một người đàn ông bình thường với một người phụ nữ mới quen đã là điều không thể chấp nhận được. Huống hồ là một người khoác áo tu hành với sắc danh đại đức. Sư Toàn liên tục gạ tôi chát xét, đòi tôi gửi hình ảnh hở hang. Có lần đang cúng cho khách, thầy còn gọi cho tôi nói, cái ấy của thầy cứng quá, không xuống được, con gửi ảnh hở ngực để thầy xem.
Trong một ngày lễ trang trọng, hàng trăm Phật tử đội sớ lên đầu rước lễ, Vu Lan báo hiếu. Sư Toàn đọc kinh, dẫn đầu đoàn rước lễ, và sau đó còn dám nói với tôi rằng, vừa nhìn thấy con đeo kính đen đi ngược lại, là cái ấy của thầy nó lại cứng lên. Thật không có gì kinh tởm hơn được nữa. Tận cùng của sự khốn nạn và lần tranh thủ, hẹn tôi đi xem đất vào buổi tối ở khu đô thị hoang vắng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Sư Toàn đã nhảy vào xe của tôi. Sau một hồi vật lộn, không làm gì được trước sự chống đỡ của tôi, Sư Toàn đã vạch quần ra tự thỏa mãn. Tạm dừng chuyện chùa địa ngục và Sư Toàn, chúng tôi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xin cung cấp báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Tam Đảo 2. Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp, kể cả bằng đường công văn chính thống của báo, xin tài liệu không thuộc bí mật nhà nước, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được đầy đủ văn bản theo luật định. Trong khi báo cáo đánh giá tác động môi trường là văn bản cực kỳ quan trọng, có vai trò quyết định sự sống của dự án Tam Đảo 2. Trên đường tìm văn bản mang tính pháp lý và khoa học này, chúng tôi còn nhận được sự bất hợp tác của nhiều bên liên quan như Vườn Quốc gia Tam Đảo, vụ thẩm định giám sát đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các cơ quan hữu quan này có rất nhiều lý do khác nhau, do khách quan, chủ quan, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không thể có nổi văn bản đó. Nhóm phóng viên chúng tôi đang loay hoay tìm cách liên hệ để làm việc với Sun Group. Nghe thông tin chính thống về dự án Tam Đảo 2 thì bất ngờ, trong một cuộc đàm thoại căng thẳng với lãnh đạo vụ tuyên truyền thi đua và khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để đòi quyền tự đương nhiên được tiếp cận văn bản đánh giá tác động môi trường của dự án nói trên, chúng tôi yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng luật báo chí. Và thế là chỉ ít phút sau, tôi nhận được điện thoại từ người đại diện truyền thông của tập đoàn Sun Group. Ở lần gặp đầu tiên, nữ giám đốc truyền thông tập đoàn Sun Group là Ánh nói rất nhiều về công lao, nhiệt huyết và ý tưởng tốt đẹp của môi trường của Việt Nam nói chung và môi trường của các dự án Sun Group thực hiện. Ở lần gặp này, cô Ánh nêu mong muốn không có bất cứ bài viết nào về Sun Group và các dự án của họ. Cho đến gần gặp thứ hai, khi biết chắc chắn chúng tôi vẫn thực hiện loạt bài này, Ánh bày tỏ mong muốn chỉ nên có một bài chung chung, không ảnh hưởng đến tập đoàn. Vì đây là khoảng thời gian nhạy cảm, chỉ một bài báo thôi cũng có thể gây ảnh hưởng rất lớn cho tập đoàn. Cuối cùng, Ánh xin phép tôi sắp xếp cho một cuộc hẹn với một lãnh đạo cao cấp của Sun Group. Trưa 12 tháng 9, tôi đã đến chỗ hẹn để gặp lãnh đạo tập đoàn Sun Group. Đón tôi là bữa trưa với thực đơn là tôm hùm, nhiều món ăn sang trọng. Ngoài giám đốc truyền thông còn có ông Trần Minh Sơn, phó chủ tịch tập đoàn Sun Group và là người trực tiếp quản lý dự án Tam Đảo 2. Trong suốt bữa ăn, ông Sơn say mê nói về vẻ đẹp vô giá của rừng Tam Đảo, nói về ước mong sẽ thực hiện được một dự án nghỉ dưỡng 5 sao chỉ dành cho người có tiền. Tình cờ, ông Sơn nhắc đến chùa Địa Ngục và sư thầy Thích Thanh Toàn bằng sự kính trọng, nể phục, đại đức. Ông Sơn cho tôi xem ảnh chụp chung với sư Toàn ở chùa Địa Ngục. Trong ảnh có rất nhiều nhân vật VIP. Ông Sơn chỉ vào ảnh và nói đến từng người với những chức danh, thân phận khủng của họ. Tôi nhận ra một số người mình đã gặp trong quá trình tác nghiệp tại chùa Nga Hoàng. Bất chợt, tôi nhớ đến cán bộ đã hơn 20 năm công tác ở Vườn Quốc gia Tam Đảo khi bị hỏi tại sao chùa Địa Ngục được xây dựng trái phép mà đơn vị quản lý là Vườn Quốc gia lại có thể để nó tồn tại bao nhiêu năm như vậy. Ông đã trả lời, chúng tôi không làm gì được. Chúng tôi chỉ biết lập biên bản và báo cáo lên cấp trên. Tôi hỏi, có thế lực nào che đỡ cho chùa? Ông cười bảo, công an tỉnh còn chả làm được gì nữa là. Quay lại bữa cơm trưa với ông Sơn, tôi vẫn nghe giọng ông đều đều và nhiệt huyết. Ngày xưa, tỉnh Vĩnh Phúc định trục xuất thầy Toàn. Chính anh là người nói đỡ để thầy ở lại. Còn chùa Địa Ngục
Chắc chắn tập đoàn sẽ đầu tư xây dựng bài bản. Bọn anh làm du lịch nên rất tôn trọng đến, đặc biệt là điểm đến tâm linh. Tôi chợt nghĩ đến chuyện người dân kể sư toàn tổ chức đưa quả chuông nặng hàng tấn lên đỉnh núi, giống y như kéo pháo lên Điện Biên Phủ, đi đến đâu chặt cây mở đường đến đó. Và kỳ lạ thay, cái vết của con đường chuông ấy, nay Sun Group đang chùm lên đó một con đường, hai xe điện tránh nhau để đi vào dự án Tam Đảo 2. Tại sao chùa Địa Ngục lại ra đời? Tại sao nó nằm trong lòng dự án Tam Đảo 2? Tại sao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc luôn khẳng định rằng ngôi chùa này không có điển tích? Ngay cả những người đã đồng hành cùng sư toàn đã tìm đột sáng trong rừng ấy đã khẳng định chắc chắn rằng chẳng có cái gì cả, từ mộ cổ đến giếng cổ đều do sư toàn dựng lên hết. Tại sao những chuyện hài hước như vậy lại có đất tồn tại suốt những năm qua? Đứng đầu, đứng sau sư toàn là ai? Có thể huy động được rất nhiều tiền của tâm sức để dựng cốt chùa, đúc chuông, chuyển chuông. Và có rất nhiều gương mặt VIP luôn đồng hành cùng sư toàn từ những ngày đầu xây chùa Địa Ngục. Chính sư đã nói với tôi, những VIP này đều có phần đất trong dự án. Ông muốn giúp bằng cách mua lại suất ngoại giao VIP này và cam kết lời rất khủng. Tôi đang chìm vào ma trận thông tin hỗn loạn. Lúc rời rạc, khi liền mạch thì tín hiệu của buổi ăn trưa kết thúc. Cô Ánh tiếp tục đề nghị tôi không báo cáo về đề tài này sâu hơn với ban biên tập, đồng thời mong muốn tôi thiết lập một cuộc gặp tổng biên tập báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh. Cô Ánh nói, bên em không muốn dùng đến áp lực từ một cấp cao nào xuống với báo Phụ Nữ. Tiếp sau đó, một gói quà được đưa đến trước tôi. Vì đã báo cáo cuộc tiếp xúc này với lãnh đạo báo, nên tôi chỉ nhắc, nếu trong gói quà có tiền, tôi sẽ trả lại. Tôi nhận gói quà để cuộc tiếp xúc được êm xuôi, để tạm thời không có một áp lực bất ngờ từ đâu đó giáng xuống báo mình khi bài viết này còn chưa kịp ra đời. Về đến tòa soạn, tôi đã lập biên bản và nộp lại quà trước sự chứng kiến của nhiều cán bộ, phóng viên của báo. Một chiếc túi Dior được bán tại cửa hiệu chính hãng với giá 2.500 euro. Sau khi kiểm tra kỹ, tôi được biết chiếc túi đó mua trước cuộc hẹn ăn trưa khoảng 2 giờ. Cửa hàng đồ hiệu chính hãng này từ chối nêu tên người mua. 2.500 euro là chòm chèm khoảng 75 triệu Việt Nam đồng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết của nhóm phóng viên Phụ Nữ. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.